Mới đi làm về thì nhận được một cái package của bạn Sophie gửi cho Sophie. Hôm nay là đồ mà Sophie nhờ bạn Sophie mua giùm. Tại vì bạn Sophie có quen nhân viên ở trong tiệm cho nên là mua được giảm giá. Bây giờ Sophie sẽ mở ra cho mọi người xem là Sophie mua cái gì nha. Cái này gửi bằng Express Post của Úc. Đồ này đáng lẽ lúc mà mua cho Sophie là nó có trong cái hộp, nhưng mà tại vì gửi bằng bưu điện qua, nếu mà gửi thêm cái hộp thì nó sẽ tính thêm tiền. Cái này Sophie bảo là khỏi cần hộp. Sau đó lúc mở ra thì đây là đồ mà Sophie nhờ bạn mua. Đây là đồ mà Sophie nhờ bạn của Sophie mua. Nó đến từ hiệu L'Occitane. Đây là một hiệu mà Sophie cũng rất là thích. Thì mấy đồ mà Sophie nhờ bạn Sophie mua là cái Holiday Collection cho năm nay. Là mấy cái đồ dành cho Christmas với lại New Year. Hồi tuần trước khi mà Sophie ra tiệm để xem là có gì mới á, thì Sophie kiểu như là fall in love với lại cái hand cream. Cái hand cream trong collection này thì nó có chứa 5% shea butter. Shea butter thì rất là tốt cho da khô. Mà cái điểm mà Sophie thích tới nỗi phải nhờ bạn Sophie mua giùm là cái kem dưỡng tay này, nó có mùi trà mà giống như là trà jasmine, nhớ rất là dễ chịu. Nó kiểu là limited edition đó. Cho nên là Sophie kiểu siêu thích cái mùi này luôn. Cái packaging rất là dễ thương và cái size này là 150ml. Và giá bán ngoài tiệm là hình như 45 đô. Sophie thử ngoài tiệm xem Sophie thích thích luôn. Sophie nhờ bạn có thể mua hai cái, một cái cho mẹ Quyên và một cái cho Sophie. Cái chất của nó là chất whip, là giống như là mấy cái kem tươi á, nó đánh bông lên á, cho nên lúc mà xoa lên tay thì nó rất là mềm mà nó thấm rất là nhanh, mà nó không có bị đít, mà nó rất là thơm. Và kiểu như Sophie cảm thấy nó thật sự là ẩm tay mà kiểu long lasting á. Tại lúc mà Sophie bôi cái này xong, Sophie đi toilet xong rồi mình rửa tay lại thì vẫn còn thoang thoảng lại cái mùi này, và cái tay mình cảm thấy không có bị khô. Cho nên là nếu mà bạn nào đang muốn kiếm một cái món quà kiểu Christmas hoặc là muốn kiếm một cái hand cream tốt thì Sophie highly recommend là mọi người hãy mua cái hand cream này. Kiểu nó rất là thích luôn á. Sau đó thì trong collection này nó có thêm một cái sữa tắm với một cái body lotion. Thì Sophie có mua thêm một cái sữa tắm. Cái đầu của nó giống như là cái chai whipped cream vậy, và khi mọi người bóp ra thì nó cũng là nó y như whipped cream luôn. Cái này Sophie test ngoài store kiểu thấy siêu thích luôn, mà kiểu nó lúc mà tha lên người nó đã lắm luôn á. Cũng là mùi rất là thơm, giống như là mùi hand cream. Và thật ra thì tại vì Sophie bảo là thích cái collection này cho nên là bạn Sophie mua cái chai này tặng cho Sophie. Đó thì mình còn một cái bao nữa. Và trong đây là một đống samples. Đây. Kiểu bây giờ là trời tối rồi đó, nhưng mà tại vì Sophie kiểu đáng lẽ là nãy Sophie định là ngày mai trời nắng đẹp còn sáng sớm này nọ Sophie quay video để cho cái màu nó đẹp đẹp, nhưng mà tại vì Sophie excited quá, Sophie muốn dùng liền luôn á, nên Sophie phải unbox ngay lập tức. Nói chung là mùa holiday này những cái hãng makeup này nọ ra những cái set Sophie hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng mà Sophie cực kỳ highly recommend mọi người phải thử cái collection này của L'Occitane. Thật sự rất là thơm luôn mọi người. Hello. Béo. 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 Rồi mà có người giao đồ tới. Của Charles and Keith. Nhưng mà Sophie mới vừa ngủ dậy cho nên là sẽ lấy răng rửa mặt đồ này nọ rồi unbox đi. Khuyên đi. Ôi trời ơi. Nó mặc chưa nè mọi người. Đã
đẩy cửa ra cho đi. Tự đẩy cửa đi. Mấy người ra ngoài chơi không? Ra ngoài chơi không? Nhanh lên. Nhanh lên. Mệt quá nha. Mingo. Cái này là hoa ngoài vườn của Sophie nè mọi người. Nó nở to dã man luôn á. Bây giờ thì Sophie chỉ có tầm khoảng 10 phút để unbox cái hộp đồ này. Tại vì Sophie phải thay đồ đi làm nữa. Thì cái hộp đồ này nó tới từ Charlotte & Key. Cái này thì Sophie đã biết là cái gì rồi. Tại vì Sophie mới order gần đây thôi. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Đây là một đôi giày. Sophie chưa bao giờ mua giày của Charlotte & Key thế đó. Nhưng mà hôm bữa Sophie thấy bạn của Sophie mang một đôi rất là đẹp, cho nên là Sophie mua một đôi giống như vậy luôn. Đây. Bạn Sophie có cho Sophie thử cái size của nó rồi. Thì nó to hơn bình thường, cho nên là Sophie đã mua nhỏ là một size. Bình thường Sophie mang size 37, nhưng mà đôi này Sophie mua size 36. Wow, nhìn rất là dễ thương đúng không? Cái này lúc đầu thì Sophie cảm thấy nhìn nó hơi quá, nhưng mà khi mà Sophie thấy bạn Sophie mang lên chân thì rất là đẹp. Một cái mà Sophie ngại khi mà mua giày trên mạng đó là không có thử được size. Chân của Sophie thì bình thường mang size 37, nhưng mà cũng phải tùy cái giày á. Bạn Sophie thì cho Sophie thử size của nó là size 37 luôn, nhưng mà Sophie mang vào rất là rộng, cho nên Sophie đã order size 36, nhưng mà không biết có mang được nữa. Bây giờ Sophie sẽ mang thử, nếu mà không vừa thì phải return rồi này nọ. Làm sao cho mọi người này. Có một câu mà Sophie muốn hỏi mọi người, đó là khi mà mình mua giày mà có gót cao như thế này á, thì có phải là mình mua size nhỏ hơn cái size bình thường của mình không, hay là mình phải mua size lớn hơn? Tại vì Sophie không có thường xuyên mang giày cao á, cho nên là Sophie không có kinh nghiệm mua. Xong rồi hôm qua Sophie lên mạng search thì có người lại nói là phải mua nhỏ hơn nửa size, có người bảo là mua đúng size, có người lại bảo là mua lớn hơn nửa size. Khi mọi người mang vào thì nhìn nó sẽ cảm giác như thế này. 36 thì vừa in luôn. Còn một vài thùng đồ Sophie chưa kịp mở mấy ngày trước tại vì bận ôn thi á. Hôm nay Sophie vừa mới thi xong, cho nên là bây giờ Sophie sẽ mở luôn cho mọi người xem là mình có cái gì trong đây. Hôm nay trời ba mươi mấy độ, siêu nóng luôn. Chưa tới mùa hè mà Sophie đã chịu kiểu như là không nổi rồi. Ok, đầu tiên thì Sophie sẽ mở cái bịch nhỏ này ra trước. Cái bịch này là tới từ Wish Trend. Tintin. Đây là mặt nạ nhân sâm từ hãng I'm From. Thì cái này hãng tặng cho Sophie để Sophie sẽ làm review trên Instagram. Ở bên trong thì như thế này. Tiếp theo là Sophie sẽ mở cái hộp nhỏ này. Cái này Sophie đặt mua cái gì Sophie cũng không nhớ đâu, tại vì Sophie hay mua mấy cái đồ mỹ phẩm linh tinh ở trên mạng, xong rồi nó cứ gửi một lần vài món tới nên không có nhớ. Một vài cái samples. Tiếp theo. Ouch.
Cái này là cleansing water của hãng La Biote. Cái packaging nhìn rất là dễ thương, giống như là cái viên thuốc con nhộng mà mình hay uống á. Chai này nó nhỏ hơn là Sophie nghĩ, tại vì thấy trên web nó cũng to to mà lúc cầm về nó nhỏ lắm, chỉ có nhiêu đây thôi à. Cho nên Sophie nghĩ là xài sẽ rất là mau hết. Dạo này thì Sophie có hay dùng cleansing water để tẩy trang, tại vì có nhiều lúc mình chỉ dùng sunscreen với lại một chút kem khuyết điểm thôi. Tẩy bằng mấy cái cleansing water thì nó tiện hơn. Nếu mà ai coi video tẩy trang gần đây của Sophie thì sẽ thấy Sophie có xài thêm cái bước cleansing water, cho nên là Sophie mua thêm cái này. Mùa hè đụng một cái là quay video ánh sáng rất là đẹp, tại có nhiều nắng thì nhìn nó sẽ tự nhiên. Nhưng mà một nhược điểm là nó rất là nóng, mà không thể nào mà mở máy lạnh hay mở quạt được, tại vì nó bị ồn á. Cho nên lúc nào kiểu quay video người cũng giống như là chảy mồ hôi. Tiếp theo cái hộp này thì tới từ Selfridges. Cái này Sophie chỉ mua có một món nhỏ thôi mà cái hộp rất là to. Sophie thích giấy gói của Selfridges sống luôn á, tại vì nó màu vàng, nhìn vào cảm giác rất là vui vẻ và tươi sáng thật sự luôn. Sophie chỉ mua có một cái son nhỏ xíu như vậy mà nó wrap cho một đống tissue paper. Ra thì Selfridges có thể bỏ trong cái hộp nhỏ hơn, tại vì hộp to quá thì mất công phải tháo ra để recycle này nọ thì cũng hơi mệt. Và cái son mà Sophie mua cũng không phải là một son gì xa lạ quá. Xin xin, Sophie mua thêm một cây son dưỡng của Bobbi Brown. Nếu mọi người hay coi video Gallery With Me của Sophie thì Sophie rất là hay dùng cái son dưỡng này, tại vì Sophie thấy nó dưỡng rất là tốt. Cá nhân Sophie thì thích cái son dưỡng này nhiều hơn là son dưỡng của Dior và Giorgio Armani, tại vì nó kiểu nó ẩm hơn với lại nó có màu á. Cái màu Sophie mua là màu hơi kem kem, tên là Bear Melon. Thì lúc mà đánh lên nó cho môi mình một chút màu và nhìn nó rất là kiểu như trẻ trung và nó không có bị khô môi, nói chung là rất là đẹp. Đây là cái thỏi thứ hai mà Sophie mua. Lần đầu tiên mà Sophie dùng, không phải lần đầu tiên nhưng mà rất là lâu rồi Sophie chưa xài hết một cái thỏi son nào hết. Cho nên là chứng tỏ Sophie rất là thích cái son này. Nên nếu mà bạn nào đang muốn kiếm một cái thỏi son dưỡng thật là tốt, hoặc là mọi người thấy cái son dưỡng Dior vẫn không đủ ẩm á, thì mọi người có thể thử cái Bobbi Brown này, thật sự rất là tốt luôn. Mỗi lần mở đồ Sophie rất là thích, tại vì em như unboxing đồ ai mà không thích. Nhưng mà sau đó là phải đi dọn, một là cái bubble wrap, hai là tissue paper. Xong rồi mấy cái thùng này là mọi người phải tháo ra xong mình làm sạch nó mới bỏ vô cái thùng rác recycle được, chứ mình không có thể nào tống hết như một cái thùng còn nguyên vô được. Và cái thùng cuối cùng là thùng bự nhất, thì thùng này tới từ Wish Trend luôn. Thì cái này là hãng gửi cho Sophie tại vì sắp tới là Black Friday sale, sẽ có rất là nhiều những cái offer, những cái sale, cho nên là hãng mới gửi cho Sophie thêm những cái món đồ mà Sophie chưa thử, để sau đó là mình có thể review và recommend cho mọi người. Thì Sophie làm việc với Wish Trend cũng được một thời gian rồi, mà một điểm Sophie rất là thích ở họ đó là kiểu như là mình có thể là tự do nói cái ý kiến thật của mình, chứ cũng không cần là phải khen hay là không có hề bị hối thúc là bắt buộc phải làm video hay gì hết. Kiểu mình cũng không có bị áp lực là phải nói xạo hay là cái gì hết. Cho nên là rất là highly recommend mọi người xem thử cái website này, có rất là nhiều đồ tốt luôn. Trong thì nhìn như thế này, cái thùng này cũng siêu to luôn á, kiểu đồ thì cũng không nhiều lắm nhưng mà sao cái thùng to quá. Ở đây là cho có trong ba cái gói đồ lớn. Thì đầu tiên Sophie sẽ mở cái này trước. Cái này thì là nhìn có vẻ như mặt nạ. Trước thì Sophie có thử rất là nhiều sản phẩm của Claire's rồi, thì Sophie rất là thích. Hay là lần này Sophie quyết định là thử thêm mấy cái hãng khác nữa. Wow, công nhận họ gói đồ kỹ thiệt á, quá trời băng keo với bubble wrap luôn. Đầu tiên ba món này là cùng hãng I'm From với lại cái mặt nạ nhân sâm hồi nãy. Sophie thấy review của cái này rất là cao. Cái này là có chứa tới 68% vitamin 3 water, nước vitamin từ cái cây, chắc là dịnh như vậy. Sophie sẽ thử.
Nói chung là tại vì Sophie sẽ làm một video riêng về những cái sản phẩm này, cho nên Sophie sẽ chỉ nói sơ sơ qua thôi. Tiếp theo là có một cái mặt nạ râu má. Cái mặt nạ râu má này là hình như là sản phẩm mới. Theo là một cái Vitamin Tree Mask, thì nó sẽ giúp cho kiểu thải độc da. Kiểu họ có chia ra cái nào hộp thì riêng một bọc, cái nào dài dài thì riêng một bọc. Essence râu má. Sau đó Sophie có một sản phẩm được làm bởi Witch Trend, BB cream của Claire, sữa rửa mặt tạo bọt của cái hãng Claire luôn. Còn một cái hộp này còn ba sản phẩm cuối. Sophie có thêm một vài đồ của Claire nữa, tại vì nãy nói rồi rất là thích. Cái này là cái Rich Moist Soothing Cream. Sophie mua thêm một tuyết kem dưỡng này nữa, tại vì xài rất là thích luôn mọi người. Rất serum cũng của Claire. Cái này thì Sophie chưa thử, nhưng mà nó là dạng serum có giúp chống lão hóa. Và món cuối cùng là một món được làm bởi Witch Trend. Cái này là Green Tea and Enzyme Powder Wash. Nóng quá. Sophie mới vừa mua cái quạt mini này của Miniso. Kiểu đây là một cái gọi là gì, khoản đầu tư mà Sophie cảm thấy đúng đắn nhất luôn á. Tại vì Sophie có đi làm facial thì người ta nói là nếu mà Sophie hay bị đổ mồ hôi nhiều quá thì nên có một cái quạt như thế này. Tại vì nếu mà Sophie đổ mồ hôi hoài thì sẽ dễ bị mụn lắm, cho nên giờ phải cầm theo. Người Sophie cực kỳ dễ đổ mồ hôi luôn, thật sự. Ngay cả mùa đông mà Sophie cũng đổ mồ hôi nữa. Chỉ cần đi bộ 5 phút thôi cũng đổ mồ hôi. Thiệt luôn, không biết là do cái người mình như vậy hay là do mình mặc. Mỗi lần mà unbox hay là quay video hay là quay Insta story á, là cái chỗ Sophie nó sẽ như thế này, nó rất là lộn xộn rồi. Bubble wrap, hộp không, giấy, băng keo tùm lum la hết. Bây giờ phải soạn ra. Yeah. Hello mọi người, hôm nay là một ngày thứ 5. Hơi lạnh lạnh một chút, Sophie vừa mới ngủ dậy thì nhận được cái hộp Charlotte and Keys này nữa. Cái này đáng lẽ là tới từ hôm qua, nhưng mà hôm qua Sophie đi làm, không có ai ở nhà để ký tên hết, cho nên là phải hẹn lại là giao hôm nay. Lý do mà hôm nay Sophie không có quay mặt của mình là tại vì Sophie mới vừa ngủ xong, mới vừa ngủ dậy. Mặt mũi chưa đến đây rửa mặt gì hết, chưa tắm luôn, cho nên là xin phép mọi người không quay mặt ngày hôm nay. Nếu không mọi người thấy mặt Sophie lúc này thì chắc chắn là sẽ unsubscribe hết. Cái này là một đôi giày khác nữa, tại vì hôm bữa Sophie có unbox một cái đôi giày màu trắng mà Sophie mua, thì sau khi mang á thì Sophie thấy rất là thích, cho nên là Sophie quyết định là mua thêm một đôi giày khác thấp hơn. Tại vì cái giày hôm bữa không có cao lắm, nhưng mà đối với Sophie thì như vậy nó hơi cao rồi. Đứng lúc mà mang đi làm á, đứng lâu á thì hơi bị mỏi chân, cho nên Sophie order một cái giày nhỏ hơn. Một cái giày thấp hơn. Sophie sẽ unbox cho mọi người xem. Đây chắc là cái phần unbox cuối cùng. Sorry mọi người á, tại vì hôm nay Sophie ngủ dậy á, cảm giác đau họng kinh khủng luôn. Không biết tại sao nữa mà kiểu như sắp bị viêm họng á. Mà tối sau khi ngủ á, còn nằm mơ nữa. Mơ thấy kiểu không phải ác mộng mà là một giấc mơ hơi bị xấu. Cho nên ngủ dậy cảm giác hơi bị tệ một chút. Nhưng mà cũng may là cái đồ này nó giao tới đúng lúc. Lần này á, Sophie order họ giao siêu nhanh luôn. Sophie order chắc tầm thứ 2 á, mà thứ 4 đã giao tới rồi. Kiểu như what the hell, không thể tin được luôn. Cái hộp giày lần này rất là nhỏ, tại vì đôi giày của Sophie là cái guốc kiểu kitten heel thôi. Cái này Sophie cũng order size 36 luôn, Sophie không biết có mang dừa không nữa, tại cái gót lần này nó thấp á. Được gói rất là kỹ nè. Thì mình sẽ mở ra. Sophie hồi hộp quá, mang không vừa thì mình phải đem đổi, nó rất là phiền. Đây là đôi guốc thấp mà Sophie đã mua. Ở đây nó có họa tiết vải, xong rồi một cái nơ buộc bằng da. Và
Cái guốc thì nó rất là thấp, cái này là kiểu kitten heel thôi cho nên sẽ mang rất là thoải mái. Đây Sophie thấy một YouTuber Trung Quốc mang á, cho nên Sophie muốn mua, chứ thật ra Sophie cũng không biết là mình có hợp với kiểu này không, hoặc là nó có vừa không nữa, để Sophie thử. Quan trọng là nó phải vừa, tại vì Sophie muốn mang cái đôi này hôm nay luôn á. Đây là bàn chân, đây là cái chân xinh đẹp của Sophie. Không lần nào Sophie có thể quay thử giày đàng hoàng cho mọi người được hết, rất là sorry. Ừ, mang vừa nè mọi người. Vừa không ta? Hình như là vừa. Ui, từ. Mọi người có thấy không? Hình như là vừa, sao phải đi nữa. Cái này vừa nhưng mà hình như nó hơi sát. Không biết nữa. Sao phải đi ở dưới đất mới biết được. Nhưng mà tạm thời sọc vào thì thấy có vẻ vừa. Có vẻ vừa đó mọi người. Đây. Dễ thương ha.